Đây là quang cảnh hiện tôi đang đứng trong trường trung học cơ sở An Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nơi mà học sinh là bé Thuận là một trong những học sinh trong chương trình học để đổi đời đã được lựa chọn để nhận quỹ học bổng để giúp đồng hành bé trong nhiều năm tiếp theo. Thì đây là một ngôi trường cũng khá là rộng rãi, cũng như là rất nhiều học sinh. Thì điều đặc biệt ở đây đó là các thầy cô và học sinh là vô cùng thân thiện, và quang cảnh giống như những ngôi trường khác thì cũng tương đối là ngăn nắp. Và điều đặc biệt ở đây là các bé học sinh mặc dù chưa đến chương trình nhưng mọi người rất là ổn định, trật tự, ngồi rất là ngồi rất là ngay ngắn để chuẩn bị cho cái chương trình học để đổi đời của Khương Dừa. Đó, các bạn học sinh đang tập trung rất là đông, và hoàn toàn là rất là trật tự cũng như là rất là nghiêm túc trong cái quá trình chuẩn bị để cổ vũ cho bé Thuận để có thể tham gia trả lời được nhiều câu hỏi cũng như nhiều đội chơi cổ vũ để giúp cho bé Thuận có thể nhận được nhiều quỹ học bổng hơn. Và với sự đồng hành của rất nhiều những nhà tài trợ để giúp cho bé Thuận có thêm được nhiều cái nguồn ngân sách cũng như nguồn tài chính. Và chúng tôi cũng là một trong cái đơn vị mà tham gia đồng hành cùng chương trình học để đổi đời của Khương Dừa. Và đây là tập 8 mùa 2 cho chương trình học để đổi đời Khương Dừa. Và các bạn có thể thấy được là đây là những cái tập cuối trong cái chương trình học đổi đời mùa 2. Và hy vọng rằng những cái chương trình tuyệt vời này sẽ tiếp tục được tiếp diễn, được tiếp nối để giúp đồng hành những học sinh học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn, để giúp cho bé có thể vững bước hơn trong tương lai của mình.